Kỳ Cuộc Sống và Du Lịch thân chào và gửi lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc đến quý vị cùng gia đình. Hôm nay kênh Hoa Kỳ Cuộc Sống và Du Lịch sẽ chia sẻ đến quý vị về tiểu bang Arizona. Tiểu bang tọa lạc tại miền Tây Nam của Hoa Kỳ với diện tích là 295.234 km2, có vô số núi và cao nguyên với 27% diện tích là rừng. Tiểu bang nổi tiếng với khu vực sa mạc ở phía nam, nơi có cảnh quan phong phú của các loài thực vật như xương rồng. Địa hình của khu vực này được hình thành bởi núi lửa từ thời tiền sử. Khí hậu đặc biệt nóng vào mùa hè và mùa đông thì ôn hòa hơn. Có 24 công viên quốc gia, công viên quốc gia Grand Canyon, công viên quốc gia Saguaro, về địa lý tiểu bang tiếp giáp với tiểu bang Utah về phía bắc, phía đông bắc tiếp giáp với tiểu bang Colorado, phía tây bắc tiếp giáp với tiểu bang Nevada và phía tây tiếp giáp với tiểu bang California, phía đông tiếp giáp với tiểu bang New Mexico, phía nam tiếp giáp với Mexico. Đường biên giới với Mexico dài 389 dặm, khoảng 626 km. Về khí hậu, mùa hè rất nóng và khó chịu. Mùa đông lạnh giá, khô ráo và hầu như quang đãng quanh năm. Trong suốt cả năm, nhiệt độ trung bình thường thay đổi từ 40 độ F là 4.4 độ C đến 105 độ F khoảng 41 độ C. Các tháng mùa hè, từ tháng 6 đến tháng 9, nhiệt độ có thể thay đổi từ 90 độ F khoảng 32 độ C cho đến 120 độ F khoảng 49 độ C. Lượng mưa trung bình hàng năm là 12.7 inches khoảng 323 mm. Mưa thường xảy ra với không khí lạnh đến từ Thái Bình Dương vào mùa đông và gió mùa vào mùa hè. Thời gian khí hậu mát mẻ nhất trong năm, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 26 tháng 2, với nhiệt độ cao trung bình hàng ngày, thấp hơn 72 độ F là khoảng 22 độ C. Những ngày lạnh nhất với nhiệt độ thấp trung bình là 40 độ F khoảng 4.4 độ C, và cao nhất là 65 độ F khoảng 18 độ C. Tiểu bang Arizona với dân số là 7.520.100 người vào năm 2021. Đây là tiểu bang rộng lớn thứ 6 về diện tích và đông dân thứ 14 trong số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Thủ phủ và thành phố lớn nhất là Phoenix. Người da trắng 77.22%. Người Mỹ da đen 4.5%, người châu Á 3.31%, người Mỹ bản địa Native American 4.5%, còn lại là những sắc dân khác. Những ngành công nghiệp quan trọng của tiểu bang và cũng là những nhà tuyển dụng việc làm lớn nhất bao gồm giáo dục, du lịch, ngành điện lực, sản xuất linh kiện điện tử, hàng không vũ trụ, dịch vụ kinh doanh, dịch vụ khách hàng, nông nghiệp và khai thác mỏ. Thu nhập trung bình của hộ gia đình là 60.000 đô la tùy theo ngành nghề sẽ tăng hay giảm. Giá trị trung bình của một căn nhà từ 314.000 đô la tùy theo khu vực zip code thành phố sẽ tăng hay giảm. Giá nhà đã tăng 19.7% trong năm vừa qua. Thuế nhà đất trung bình của tiểu bang là 0.66%.
nhưng các quận hạt và thành phố sẽ cộng thêm thuế. Mỗi quận hạt, thành phố sẽ quy định mức thuế riêng, do đó mức thuế sẽ cao hơn mức thuế quy định của tiểu bang. Và đó là lý do mà các khu vực thành phố trên toàn tiểu bang có mức thuế nhà đất khác nhau. Thuế bán hàng của tiểu bang quy định hiện tại là 5.6%, nhưng tùy thuộc vào các địa phương thành phố, thuế bán hàng có thể cao tới 11.2%. Ở Phoenix, thuế bán hàng là 8.6%. Ngoài khoản thuế liên bang bắt buộc, thuế thu nhập của tiểu bang từ 2.59% đến 4.5%, tùy thuộc theo thu nhập của cá nhân và gia đình. Một người độc thân có thu nhập là $26,500 một năm, mức thuế thu nhập của tiểu bang là 2.59%. Một người độc thân có thu nhập từ $26,501 một năm cho đến $53,000 một năm, thuế thu nhập của tiểu bang là 3.34%. Và người độc thân có thu nhập từ $53,001 một năm cho đến $159,000 một năm, thuế thu nhập của tiểu bang là 4.17%. Một người độc thân có thu nhập hơn $159,000 một năm, mức thuế thu nhập của tiểu bang là 4.5%. Một cặp vợ chồng với thu nhập $53,000 một năm, thuế thu nhập của tiểu bang là 2.59%. Một cặp vợ chồng có mức thu nhập từ $53,001 đến $106,000 một năm, thuế thu nhập của tiểu bang là 3.34%. Một cặp vợ chồng với thu nhập từ $106,001 cho đến $318,000 một năm, thuế thu nhập của tiểu bang là 4.17%. Một cặp vợ chồng có thu nhập hơn $318,000 một năm, mức thuế thu nhập của tiểu bang là 4.5%. Tổng sản lượng kinh tế của tiểu bang là $370 tỷ. Nền kinh tế của tiểu bang được xếp thứ 7. Sự ổn định tài chính tiểu bang xếp thứ 40. Cơ sở hạ tầng xếp thứ 23. Về cơ hội xếp thứ 40. Môi trường tự nhiên xếp thứ 41. Về y tế chăm sóc sức khỏe được xếp hạng 21. Về giáo dục, 38.9% cư dân có bằng cử nhân hay học vị cao hơn. Trường công lập xếp thứ 46. Về an toàn học đường xếp thứ 31. University of Arizona được xếp hạng thứ 97 trong các trường đại học tại Hoa Kỳ. Về tội phạm và khắc phục xếp thứ 38. Đó là những chia sẻ của kênh Hoa Kỳ Cuộc Sống và Du Lịch gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đã dành cho kênh Hoa Kỳ Cuộc Sống và Du Lịch. Thân chúc quý vị cùng gia đình thật nhiều an lành hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong video kế tiếp.